No te lo ahora. Disney hecha con un TID, eso es. En nada, va, muy bien, un gol te confío. No, no, no va, porque como un llante. Y bueno, coi là một khoản đầu tư cực kỳ thành công. Mình bỏ bên đây có 45 tỷ thôi. Thấy cái mức độ đòn bẩy bên công nghiệp cũng rất là cao đúng không? Hôm trước thấy cái dự án trên, dự án sông Lô 2 chỉ cần có 1.500 vốn. Và chỉ cần có 1.500 vốn thôi. Đó. Này, 16, 16. Đó. Dưới thì nhiều hơn một chút. 40. Vâng. Đòn bẩy, mức độ đòn bẩy kinh doanh bên này rất là cao. Như vậy là đến giờ là về cơ bản LV cũng cơ bản là đủ vốn rồi. Tăng vốn thêm chỉ đỡ tiền đi vay thôi. Rồi đầu tư vào Hoa Sen Du Long khoảng 20 tỷ. Rồi, như vậy thành công nhất chính là vụ này. Rồi. Vụ L18. Ồ, công ty trên sàn đó, có thể hoán đổi đến ngay rồi. Không có tí tẹo thôi. À, không gì. Wow, rồi sút được ông Phú Thành. Tốt quá. Vậy là không còn dây dưa gì nữa. À, lúc đầu thì 2,2 triệu đúng không? Chắc là tham gia vụ mua 1,1 triệu của ông kia thì phải. Giá giá cổ phiếu được xác định là 8,8 nhá. Đúng không? Để tôi hồi năm 20. Như vậy nếu sau khi nộp cả cái vụ 1,1 giá 10 kia là thì chắc là nó phải lên chín mấy rồi, đúng không? Dù sao là rất thấp. Rồi, rồi, cái gì? Là giá vốn, à, vốn đầu tư. Và sau này mà ông PC1 mà cho nốt cái thằng này lên thì ra việc đấy. Để sàn này có giá tốt quá. Và bán thẳng trên sàn luôn. Phải thu và khả năng cao là mấy ông khách hàng rồi rồi đúng không? Cho trực tiếp L18 vay rồi 10,5% đúng không, lãi suất cũng cũng khá. Dở dang. Rồi, kiểm tra xem còn gì không. Đây là không rồi. Hết hai có 700 triệu thì không có gì. Rồi, thì mình check cho xem còn gì không. Cố gắng thêm thông tin rồi, khả năng là đến vốn chủ rồi, đây là vay, chắc là mình cũng không cần xem vay đâu rồi. Cái này à, vốn chủ luôn nữa cơ, vay vay đây, vay cái quỹ bảo vệ môi trường thôi rồi. Vậy chắc lãi suất siêu thấp rồi, 2,6 với 3%, 26. À, liên quan đến vấn đề nước thải tốt rồi, ok rồi. Và như vậy là đã đến đến hết phần nguồn vốn rồi. À, vậy là chúng ta sẽ chạy sang kinh doanh xem nào nhé, xem có gì đặc biệt không.
Như vậy là bên báo cáo công ty mẹ cũng không gì đặc biệt cả. IDV được coi là một công ty đơn giản. Ở đây thì niên độ của ông tướng này thì hơi khác bình thường. Mình cứ ghi đây là niên độ 21 nhá, không được hiểu là quý 4 20 và 9 tháng đầu của 21. Niên độ đã thay đổi rất lâu, từ lâu rồi. Rồi. Rồi mình xem tư tuần trước nhé. Rồi, có giá vốn này và lãi gộp. Ở đây thì không không có thuyết minh đặc biệt. Chỉ ghi chung chung như này thôi, đúng không? Vậy là hơi dở nhỉ. Đúng rồi, không không ghi chi tiết sao thế nhỉ. Không phải rồi, đây là các bên có liên quan thôi. Ở đây đây, như đây, à đây là họ phân phân địa lý, phân địa lý thôi. Đây chỉ là phân địa lý thôi, đúng rồi. Đây là đáng nghĩa là phải đủ hết cơ. Đó, ở đây thì không đi đâu. Thuyết minh gọi là cho có, đúng không? Họ tách ra là hạ tầng rồi xử lý nước thải, nước thì đấy, đúng không? Như vậy là họ không thể tách ra. Như vậy là chúng ta chỉ biết là chung chung thôi, đúng không? Rất khó. Rồi, đúng không? Năm nay thì thấy doanh thu giảm hẳn. Biên thì rất cao, 70. Và biên thì cực kỳ cao luôn. Đúng rồi, đây gần như là biên của biên 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 nhiều năm rồi. Mình nhớ nó có cái giải trình gì đấy ở trên đầu này. Vâng, đây này. Rồi rồi, chỉ thấy ghi về doanh thu giảm thôi, mất công ty liên kết thì đúng rồi, đúng không? Liên kết ghi nhận ít hơn. Rồi như vậy là ở phía Hà Nam rồi. Và mình thì kiểm tra bên công ty mẹ nhé, khả năng là nó cũng tụt xuống. Không, công ty như vậy là nằm ở phía công ty con rồi, công ty mẹ thậm chí còn nhích lên một chút. Như vậy về cơ bản là cái doanh thu mà đang hiện trên bảng đấy thì là năm nay là ở phía công ty mẹ rồi, đúng rồi, một nửa công ty mẹ. Năm trước thì gần như là chắc là cao điểm rồi. Thế còn theo như đất can của em mình nhìn được thì là cái bên này thì nó bên 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 Hà Nam vẫn còn đất, đúng không? Thì ông máng đâu đấy, đây này, đây còn 22 ta mà mới chỉ tía bảy, mới chỉ có 81 thôi, đúng không? Vậy là vẫn còn, hôm nay chỉ còn không dịch hoặc là dịch nhưng mà vẫn được cho phép thì là vẫn chạy tốt. Nhưng mà tỷ rất cao, đúng không? Nhưng có cái là như vậy là đúng không? Ở phía Hà Nam tức là cái Châu Sơn này. Rồi, chúng ta xuống dưới xem như nào.
Năm nay thì nhiều khả năng là chen 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 đầu tư công, đúng không? Tất nhiên là chúng ta cũng không thể đa đà quá. Thì chắc là nhiều khả năng là bất động sản, đúng không? Công nghiệp, rồi xây dựng, đúng không? Rồi thậm chí là đi ăn theo, đúng không? Rồi ở đây thì mình thấy bên chứng khoán cũng được, đúng không? Ta sẽ thấy trên này rồi. Chứng khoán thì do xu hướng là rút tiền ra đầu tư, đúng không? Trong đó như vậy là khả năng là những cái buổi sau IDV là sau khi hết thì mình cũng sẽ đi quanh cái đường này thôi, đúng không? Chúng ta thỉnh thoảng lắm công ty nào dị biệt ở ngành khác thì có kết quả kinh doanh cực tốt thì chúng ta mới mới đá qua, đúng không? Không thì thôi. Mà năm nay đổi lại thì doanh thu tài chính rất tốt. Rồi rồi họ đã chi tiết rồi, tiền gửi thì nhiều hơn chút, bây giờ nhiều tiền hơn à. Cái thằng chung thu được thuê nó chia rồi rồi lãi từ cả cái vụ bán Phú Thành nữa, rồi rồi còn cái cổ phiếu thôi nhiều và nó phải đỡ một chút. Nhưng năm tới là khả năng là sẽ bán L18 là 1 triệu rồi, lãi rất to rồi đấy, khả năng cao là toán vào quý 4 với quý 1 này, chính nhất là quý 4 thôi. Rồi rồi cơ bản không có gì. Được 8 triệu cho không nhá, hỏi mình xem này nó có vay gì. Rồi lãi còn gì lên trên kênh nhá. Vâng, đây là 34 đúng không, năm ngoái 64, như vậy chính là đồng quân 3 rồi. Thì mình không chứng minh kiểu mặc nhiên là đồng quân 3. Đúng rồi. Rồi. Chi phí bán hàng, đúng không? Vậy là nó cũng siêu thấp. Sáu trăm triệu. Bên này thì hồi 4 tỷ. Và rồi, chi phí của doanh nghiệp. Mười ba tỷ, đúng không? 17, như vậy là cũng cũng giảm, như vậy là lãi thuần đây rồi, cộng cạch từ trên dưới thì đây là 166 và ở đây thì 23 rất cao, đúng không? Như vậy là tỷ lệ thì vẫn tăng, đúng không? Ở đây thì doanh thu tài chính tốt lên nhưng mà cũng gọi là bị áp bởi vì lãi cũng liên kết, như vậy là ngay từ đầu thì cái phần doanh thu thuần là giảm, đúng không? Vậy mấu chốt năm 2020 giảm, đúng do doanh thu giảm, doanh thu thuần giảm. Rồi lãi khác 1 tỷ, lãi trước thuế 168, cuối cùng là lãi sau thuế công ty mẹ, đúng không? Rồi, đúng không? Một số nào. Rồi, đúng không? Vâng, tất nhiên là một công ty thì đặc thù ở đây là biên lãi thì rất cao, thứ hai là doanh thu cơ động tài chính thì cực kỳ mạnh, mà còn như là ăn được hết các loại chi phí, nên các công ty là chỉ có thu thôi, còn như chi thì không có mấy.
Và như vậy mấu chốt ở đây là lợi nhuận giảm là do doanh thu giảm. Và ở đây thì mình chưa soi được gọi là tiến độ bán hàng, đúng không? Cái này khả năng là phải lật lật cái cũ ra, đúng không? Chúng ta xem là đến đâu, đúng không? Tức là từng năm ấy để chúng ta soi là tốc độ sút hàng. Và ở đây thì mình định quay lại cái năm cũ để tìm, nhưng mà có vẻ nhiều quá, đúng không? Rất dài. Và rất dài. Có thể hôm tới rảnh rảnh mình tìm trước xem nó ở đâu, đúng không? Chúng ta quét cho dễ. Để mất thời gian đi tìm. Check cái này là tốc độ bán hàng. Và như là xa thì vẫn còn ít đất, đúng không? Nên là vẫn theo đây thì vẫn còn khoảng 3 35 hecta, đúng không? Vậy là vẫn còn chơi được. Và làm nốt. Và ở đây chúng ta quay lại với cái 219 và 218 nhá. Đây là 219 rồi. Cái sự doanh thu cực kỳ thấp. 74. Nhưng mà là cũng mới canh mấy hôm nay thôi. Và đúng rồi, biên lúc nào cũng cao, cực cao. Và là vốn người xưa.